Mấy người dân đi cho bác tin à? Đinh Thị Ngư à? Quốc Phương à? Thanh Hóa chứ, sĩ Thanh Hóa. Thanh Hóa. Còn anh thì Nguyễn Nguyệt Thành Lâm. Hôm nay vui lắm mà vui nông đến nhà khu du lịch chốn đi gặp muôn đứa hát ta dồn kia ta tình chung vui ra vời hồn ơi tay ôn mòn kề mòn cười nhưng mà chẳng mặt con người nó đến đây ra vời ôn ơi để ôn cất chàng vắng lối đời hỏi thăm ôn nơi nó view chơi con này nó hôm nay đi dọn khác ở mây thăm cô du lịch vui vẻ gặp em giờ em ơi năm xưa đã quen ở ca chớ con nó nữa ôn ơi được ni a đà quen kha lâu ngày gặp lại mình mà hỏi thăm mà dò ôn ơi ôn măng lô lập mà lô lại ở kha đỡ hà kết nữ bàn mặn mà kết quen nữa hay ngay lố ngay gặp bàn gặp thương yên này sức khỏe u nắng ra sao bộ ình cung một năm ôi chữa buông ở đau cảm ơn nụ chứng khỏe rồi giao hơi em giờ em ơi thế làm ơn làm ơn nông mừng cho sức khỏe giặt giáo đi hát chơi ra giò uốn ơi ngã chơi một lửa buông ở dâu già hồ đọc ở bạc lên đâu mà trường em ngay chỗ con nó nửa uốn ơi cho em một cha lừa bốn bi khi quá lừa rồi khi má cười vội nó hơi đồ cơm khá trả đã đến trường em nhà nhớ bà mắng sẽ cả người hôm nay thương lắm mà mến nông ngỡ lệ gặp bà nàng năm
chưa đi giò uốn ở nhà ô hiền ô đi chơi à đi gặp mà đó đi chung mày để làm ơn làm uốn ơi đưa để ô gặp chốn đi chung bụi ra giò nó ơi tha răng ô mặt nghe à thôi mắt nhau mỗi đứa một nơi cũng buồn nhưng mà đã gặp lại rồi hôm nay thật là mặt đã mừng chung vui rồi già uốn ơi con răng nó nữa nhà ơi bao năm xa cách ngày thôi đi ha đi chơi gặp mà kha bây giờ đã gặp bạn nàng hôm nay ở chùa thật ra là nhớ lâu ra già uốn cha anh ngu nhớ uốn nở thương ngày này gặp lại đoạn đường thác mây chẳng ngỡ đi chuồng ta cá mây bây giờ anh buồn gặp khá chung bụi rồi già nó ơi gặp anh từ lúc ba ở đâu mấy ôn nó mặt là nói câu chuyện gì bây giờ hạt lá lo đưa cho chẳng nhờ kể ngày năm chưa ra già uốn ơi thương thương nhớ nhớ ê nhà ơi đôi người đôi ngà chân lưới cha cha anh ngay xa xôi xích lại cũng gần hôm nay đều dồn ngồi gần bên nhau rồi già nó ơi đôi mình chung tình khác ở làng đôi mình đã mặt quê nàng quê anh giờ ngày một thương áo nhớ ba ở sâu cơm ăn ở ăn ăn cho cơm hơi anh ngày ăn cơm mà một nhà bạc là quán á phong cho anh gặp mùn đoạn đường chung bụi ra già uốn ơi cơm ăn một bát sao ở nó xa anh uốn mặt sao cho mà đến lo bây giờ đến chốn nơi anh anh mân nồn ta thi chung bụi ta dò nó ngày nay đi dỗ tha cỡ mây bao khổ vui vui bây gặp nhau chốn đi gặp nhau ở chốn nơi anh đi đỡ hà chơi vẫn là vì nhớ
thương có mến nó hơi át lơi xê nó đến chốn đi gặp nhau rồi già uống người tuy rằng đôi ngã chia ly đôi mình còn nỡ gặp ngày ni là mày đôi à chắc cá chăn còn nhiều ngày à nó mày mày mặn đôi à mình gặp nhau rồi già uống hơi cha anh như thế cha ở vang lối ăn là tiếng nói nhà cha vương giờ ngày hình mang thương làm mê nôn bờ nhà mơ ước đã lô đến khách du lịch gặp lại bán phương năm chưa rõ mây mơ mặn đoán hoang lễ mưa gặp ba ồn bàn phượng năm chưa đôi già nó hơi cất đa bên cũ vẫn ở con muốn lời ăn mà chuyện kỳ ngày ngày con con ghi giờ ngày hôm nay đến khu du lịch thả cá mây uốn đi chỉ có mô mình ngay ai uốn bộ ỉnh cung đi chơi đi dỗ nghe nhà ơi uốn đi có bàn ở đời đi chéo giờ ê nhây chờ rằng mừng lắm mà vui nôn bàn đời trực tiếp là uốn mình đi chơi ra giờ uốn hơi tiếc thay đã có nhà ở đinh ngày nay gặp mơ lại kể tình anh em mà giờ ê ngay có tình có bạn có phương đông hình đông ồn hà cũng đi chơi ra già nó hơi đi chơi đến chốn nơi à ni đôi mình gặp bạn gặp mà bê đất đồn anh ấy đi chơi đông bàn nhiều phương đưa hạt dùng tráng hướng cho thường ra nền uốn hơi thương cha nhớ mẹ đã đến chúa nghe nhà nhớ ngày ngày nhớ mong ngày ngày biết rằng có thật chẳng ai ai uốn rằng gì cho anh mình phải mong đi già uốn hơi anh ơi uốn nói thật nở lòng ngó tin lê đầu mà ở đó lê cần mà nhận xem lòng ai hơn người chẳng ai có thược đó lòng ngã hôm nay gặp ồn đoàn đường chung bụi giờ nó hơi nếu anh chẳng thược đó lòng mong anh tin ồn lòng vốn ban say anh nhây
thì anh mừng lắm ôn ơi à, hôm nay gặp lại là đôi chung vui là già nó ơi. Ngày nay rất đẹp mà rất nở giòn, đi khu du lịch buồn con gặp anh nhà vợ anh ấy. Vì rằng sức khỏe dồi dào cho anh mẫn hồn cũng gặp nhau ra già nó ơi. Nôn nôn nước nước khơi ở chung ai ân đối trừ mình đừng quên nhau anh ngay là quên chi quên an ôn ơi, hôm nay gặp lại là mình chung vui rồi già ôn ơi. Rồi mình kết bạn kết ước thương, anh em kết nghĩa đoạn đường tâm tư giờ anh ơi. Chờ quán nó nữa uống ơi, đi chơi khu du lịch mọi mương đưa gặp lại đoàn đường hát chơi ra nền ổn hơi. Càng sâu càng nghỉ càng ở thương, đôi mình xa cách hát thương mà chân lươi. Ở phương xa cách có ngày lô nằm mà gặp lại đều nhớ nhau ra già ổn ơi. Mẫn chữ tình bạn tình ở phương tình anh tình buồn mọi điều rất vui anh ơi, cầu đi uống còn việc cơ to ấy rằng việc nhỏ đều là có anh giờ ngay chờ còn nó nữa uống ơi, anh mơ anh được đưa ba chung vui đài ổn ơi. Dù rằng hào tên vợ thế nhớ chôn anh tên anh đưa như nỗi đông trên càng giờ ngày đó có mà hay là cái này là sao hay là cái xuôi ngõ là không có đường khi vừa mày đấy đó rõ mày có mà chính này nó vừa cho hai ăn nhào phất thường đã ăn khi buông mươi ẩn rạp ô khi mươi nè có thương có mến ngày ni về nhà đến dồn chồn ý gom bùi rồi già ồn hơi thương thương nhớ nhớ em ơi đôi người đôi ngà phương trời xa xa về chan rạc tròng mời un đều ong bảo lóng hát trời nền un ơi. Cảm ơn anh đã có lòng mời un ong rạc un thật là cảm ơn anh ấy. Thế là
Chiếng hát giặt giáo đi xa già nó hơi. Ngỡ đi à, có chuyện rác à, đời à, mới em đưa cho em hôn xung vậy à, ông à, chung giờ con răng à, bỏ nửa hôn hơi đưa chúng chan à, rạc à, đấy chung bụi ai ôn ơi đôi à, như chèn rạc đấy à, bước lên trách xuống ngay nó vừa giờ con răng à, bỏ nửa ôn ơi đôi à, nhớ chan rạc ngã đây khi nó óng rạc ùn đứng quên anh cô ngày nọ ơi ngày nay đi dồn thác mây ùn ăn anh đưa ngày ngày ùn nó khuyên giờ anh ơi chào một nông mà nó tôi nó phủ đây lại rồi mới phủ đây bây giờ nhường chàng nhường lối nhường cho đôi khác tiệp ba lối đi lên nhà già uốn ơi thời gian có hạn nhường lời cho đôi câu nhảy lòng khi nhường chàng nhường lời đôi à phải chúc phải trao vai cầu cũng cho nó ơi con răng bó nửa nhà chúng xiềng chụp lời cho nhớ luôn ngày hạt chuối cây xiềng lát lo bằng xiềng trao ở dùng giạt giáo viêu quê ai ổn hơi anh về khá đi cho ở binh gia chán ở xuất gia đình cho cô anh giờ ngay em kêu một cả mô đang uốn vêu đắng thì đừng mà quên anh cô ngày nó hơi không khu ra giọt đó ngang về cả đi uốn sang cả nay đang cơ nước lớn đó đây giữ đời nước mát soi ở gương nói nhiều thêm khổ thêm thương cho mình nhưng mà cũng hạt cho thương đỡ thương đỡ mình còn á thương à nhớ đời nhớ ai như nhớ em nhớ mình ngày này đi dùng mà đôi thác mây giờ nhớ ai chẳng bằng nhớ uốn ngày ni à, đeo chung chén bạc gia đình nhon chung rồi già nó ơi hà đen tình cảm mà gia ở đình bên anh bên nữ uốn kết tình 5 năm mà giờ anh ơi
chờ con nó nữa uống nơi đời mẫn nụn kết ta tình chung bụi già nói thương thương nhớ 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 chào tạm biệt xa rơi nơi ni giờ ngay rồi uốn rêu khà cho lên ngay nó gặp lại mình cũng hát chơi ra giò nó ơi con răng nó nửa nhà ơi ngay nó gặp lại hà tiệp lơi bên nhau ngay rồi uốn phiêu sụt phiêu lên đỡ mà chấm đùn ngò nhà cho xuân ra già uốn ơi. Nó đắm thôi rồi em ơi, xem mày đi. Gió thì tuần sau nữa. Trong buổi suối tạc đấy nào? Đó này chát đi vậy. Đó này chát máy đi khai. Má ơi. Tạm biệt đây. Hát là đang lên, nó uống tới nó.